Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Na Hàng triển khai và thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hàm Yên tăng cường công tác quản lý kiểm định chất lượng, đồng thời tiếp tục đưa vào sản xuất một số giống cam mới cho thu hoạch sớm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sơn Dương là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành lập câu lạc bộ thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong phần tin quốc tế, các bộ trưởng của 16 nước châu Á-Thái Bình Dương không nhất trí được về một thỏa thuận thương mại tự do. Trung-Mỹ tiếp tục điện đàm đàm phán thương mại. Trong thời gian qua, huyện Na Hàng đã triển khai và thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Em Trương Thị Hồng, dân tộc Mông, ở thôn Lũng Vài, xã Côn Lôn đã được vào học tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Na Hàng. Học xong lớp 9, em tiếp tục được theo học tại trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Nhờ có các chính sách hỗ trợ của nhà nước nên em và gia đình không phải lo nơi ăn, chỗ ở và chi phí học tập. Điều đó đã giúp em chuyên tâm rèn luyện. Em đã thi đỗ vào Học viện Thanh Thiếu Nhi Hà Nội. Được trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng về khoa học, kỹ thuật. Tôi mong muốn là sẽ về lại xã Côn Lôn giúp bà con. Thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long có hơn 100 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Dao sinh sống. Trước đây, việc đi lại từ trung tâm xã đến thôn gặp nhiều khó khăn. Nhà nước đã đầu tư tuyến đường bê tông dài hơn 10 km dẫn vào thôn. Có đường, có điện, đời sống của bà con đã chuyển biến rõ rệt. Đây là địa phương có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp cho sự phát triển của cây chè san tuyết. Từ năm 2000 trở về đây, bà con thôn Phiêng Ngàm đã đưa vào trồng trên 100 hectare chè. Đến nay, thương hiệu chè san tuyết đã có chỗ đứng trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Đối với Sinh Long, các thôn bản cũng còn khó khăn. Sinh Long cũng luôn luôn mong muốn và nhận được quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng đối với các đường giao thông nông thôn để các thôn bản có phương tiện đi lại và giao lưu hàng hóa thuận lợi hơn. Từ những chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã đầu tư trên 77 tỷ đồng để xây dựng hàng trăm công trình phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân. Các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai, giúp người dân thay đổi cách thức sản xuất. Những việc làm thiết thực đã tạo sự phát triển ổn định, bền vững cho đồng bào nơi đây. Cấp ủy chính quyền tôi xác định là phải thu hút được các doanh nghiệp người ta đầu tư vào đây để người ta tạo cái cơ hội cho bà con mình để phát triển tất cả những cái cây gì mà nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu. Làm thế nào cái sản phẩm hàng hóa của mình nâng lên đem ra trao đổi ở trên thị trường người ta công nhận là cái sản phẩm của mình là sản phẩm sạch. Đời sống vật chất được cải thiện, các nét văn hóa truyền thống được cộng đồng và các dân tộc thiểu số phát huy, phát triển. Na Hàng giờ đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa. Để phát triển vùng cam bền vững, huyện Hàm Yên đã có các giải pháp về đất đai, cơ chế chính sách, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người trồng cam, giúp người nông dân giới thiệu quảng bá tiêu thụ sản phẩm, tăng cường công tác quản lý, kiểm định chất lượng để đảm bảo uy tín, đồng thời tiếp tục đưa vào sản xuất một số giống cam mới cho thu hoạch sớm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2019, gia đình ông Tô Văn Quý, thôn 2 Đồng Lệnh, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên toàn bộ diện tích 600 cây cam giống BH32 và cam đường canh. Qua gần một năm chăm sóc, cam phát triển đồng đều, sai quả, kháng bệnh tốt, cho thu hoạch sớm, giá bán cao. Tổng số là 600 cây, cam là nó khoảng 10 tấn, khoảng 250 triệu. Tôi cũng đã tuyên truyền cho bà con phương pháp làm hướng hữu cơ này để vừa là an toàn cho mình và vừa an toàn cho người khác để nâng cao chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng. Từ năm 2018 đến nay, ngành nông nghiệp của tỉnh đã phối hợp với huyện Hàm Yên hỗ trợ nông dân thành lập 3 nhóm nông dân sản xuất nông nghiệp hữu cơ với tổng diện tích gần 50 ha cam sành, cam V2, cam Vinh và cam đường canh. Hỗ trợ 168 hộ sản xuất cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp với tổng diện tích gần 800 ha.
Một số giống cam mới cho thu hoạch giải vụ như cam BH32 thu hoạch vào tháng 9, cam Vinh thu hoạch tháng 10 và cam Sành thu hoạch tháng 11 và tháng 12. Huyện tổ chức kết nối với các nhà phân phối, doanh nghiệp ký cam kết tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân với giá ổn định. Được tổ chức sản xuất theo tổ nhóm và liên nhóm tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, đã liên kết và đã kết nối được với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đã có cam kết tiêu thụ sản phẩm của phía doanh nghiệp với cái giá là 25.000 đồng trên 1 kg đối với các loại sản phẩm cam hữu cơ, cam Sành và cam BH32. Việc triển khai mô hình trồng cam giống mới nhằm từng bước thay đổi nhận thức, trình độ sản xuất của nông dân, đặc biệt giúp cho người trồng cam tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất ra những sản phẩm sạch, an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Năm 2018, sản lượng cá đặc sản của tỉnh Tuyên Quang đạt hơn 480 tấn, tỷ trọng giá trị cá đặc sản trên tổng giá trị sản phẩm thủy sản chiếm gần 15%. Thế mạnh sinh thủy là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng đặc sản trên sông Lô, sông Gâm. Sông Lô và sông Gâm chảy qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài gần 300 km. Tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi này, những năm qua, người dân đã phát triển nuôi cá lồng đặc sản cho thu nhập cao và gìn giữ được nhiều giống cá quý. Tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện cơ chế chính sách cho vay vốn phát triển cá đặc sản để khuyến khích các hộ dân, doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô phát triển mạnh số lượng lồng nuôi cá đặc sản. Tỉnh tập trung phát triển nuôi các giống cá đặc sản như chiên, bống, dầm xanh, anh vũ và cá lăng. Để đảm bảo cho chúng cá sạch thì chúng tôi chuyển nuôi các nguồn cá đặc sản, các loại cá sạch ở trên sông Lô để đảm bảo có như nguồn thu lợi cho bà con. Tỉnh đã ban hành nghị quyết về quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035, hướng tới nuôi cá đặc sản hàng hóa, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, tiến tới xuất khẩu. Chi cục thủy sản đã tham mưu cho sở ban hành những cái hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời là liên tục cử cán bộ kiểm tra cùng phối hợp với các hộ nuôi để mình triển khai những cái quy trình kỹ thuật đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài chú trọng đến nguồn giống chất lượng cao, Tuyên Quang cũng khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đầu tư sản xuất kinh doanh thức ăn thủy sản đạt chất lượng. Các hộ nuôi thủy sản sử dụng máy chế biến thức ăn nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng thương hiệu cho các loại cá đặc sản, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại ở các thị trường trọng điểm, mở rộng thị trường, góp phần tăng giá trị cho các loài cá quý. Chất thải nhựa và túi ni lông trở thành thách thức lớn khi đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Trong khi ý thức của một bộ phận người dân trong việc sử dụng, thu gom đối với các loại rác thải này vẫn còn hạn chế. Đi chợ, thay thế những chiếc làn nhựa, túi dùng được nhiều lần là những chiếc túi ni lông đủ mọi kích cỡ, màu sắc. Hiện nay, túi ni lông sử dụng trong sinh hoạt đã trở thành thói quen của nhiều người dân. Túi bóng thì nói chung là chỉ để những đồ ăn sống về mình bỏ ra mà rửa ráy sạch sẽ, vứt bỏ là đảm bảo. Chứ còn nếu mà những đồ ăn chín thì mình không nên dùng. Theo một thống kê do Bộ Tài nguyên và Môi trường, ở Việt Nam, bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng bình quân 1 kg túi ni lông trên tháng. Để ngăn ngừa ô nhiễm gây ra từ túi ni lông, nhiều chiến dịch khuyến khích sử dụng túi, bao bì thân thiện môi trường đã được triển khai. Song thực tế, đến thời điểm hiện tại, ở các khu chợ, dân sinh, loại túi thân thiện với môi trường gần như chưa tiếp cận được với người tiêu dùng. Túi ni lông trở thành rác thải gây ra mối nguy hại đối với môi trường và tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người. Theo các nhà khoa học, trong môi trường tự nhiên, túi ni lông cần vài trăm đến 1.000 năm mới phân hủy hết. Khi người dân chưa có thói quen phân loại rác sinh hoạt hàng ngày, việc lẫn các loại chất thải nhựa, đặc biệt là ni lông, tương đối phổ biến. Tôi thấy là sử dụng cái túi ni lông cũng rất là thuận tiện, nhưng mà nó là hơi ô nhiễm về môi trường. Nhưng mà hiện tại thì chưa có một biện pháp, giải pháp nào là cụ thể và thiết thực cho người dân hơn. Cho nên là người dân hiện tại bây giờ đi chợ vẫn là dùng túi ni lông. Lạm dụng túi ni lông đã đến mức báo động, bất chấp tác hại của nó đối với sức khỏe con người, môi trường sống và thúc đẩy biến đổi khí hậu. Điều cần thiết hơn chính là việc mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường bằng chính hành động, nói không về túi ni lông. Mặc dù vật dụng bằng nhựa có nhiều công dụng và giá trị, nhưng chúng ta đang trở nên quá phụ thuộc vào vật dụng nhựa dùng một lần, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.
tìm vật liệu thay thế cho những vật dụng bằng nhựa là chủ đề được các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đề cập. Và câu chuyện sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nghề mây che đan ở xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn. Vào tháng 3 năm 2019, cơ sở sản xuất mây che đan ở đây được thành lập đã giúp cho nhiều người dân trên địa bàn có thêm nguồn thu nhập. Sau gần một năm hoạt động, số lượng nhân công tại cơ sở sản xuất mây che đan Phúc Huế, xã Nhữ Hán đã tăng từ 10 lên 200 người. Tại đây, người lao động được hướng dẫn kỹ thuật, được cung cấp nguyên liệu và tranh thủ thời gian nông nhàn để làm tại nhà, cơ sở bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Tôi làm cũng được khoảng 7 tháng rồi. Từ khi cơ sở của anh chị ở đây mở ra dạy nghề thì tôi cũng đến đây để học, cũng làm. Thì tháng thu nhập của tôi cũng đạt tới 3 triệu rưỡi, 4 triệu. Sản phẩm mây che đan ở đây chủ yếu được doanh nghiệp xuất khẩu mây che đan tại Hà Nội thu mua. Trung bình mỗi tháng, cơ sở này cung cấp được từ 5.000 đến 6.000 sản phẩm. Muốn mang cái mây che đan này về thì là tạo công ăn việc làm cho bà con. Chúng tôi sẽ cung cấp những cái vật liệu ấy, sẽ thu mua hết sản phẩm của bà con làm ra. Hiện nay, xã Nhữ Hán đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Yên Sơn mở các lớp dạy nghề mây che đan, từ đó từng bước nâng cao tay nghề cho người dân, tạo thêm việc làm, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua dân vận khéo, trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã có nhiều tập thể cá nhân chủ động sáng tạo với nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Ông Bùi Thắng Việt, Bí thư chi bộ tổ 15 phường Đông Tiến, thành phố Tuyên Quang, luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: Đảng mạnh là do chi bộ tốt là do đảng viên tốt. Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là đảng được mạnh thêm một phần. Với vai trò của người đứng đầu chi bộ, ông luôn quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân trong tổ, từ đó cùng cấp ủy, chi bộ xây dựng nghị quyết sát thực tiễn, đúng và phù hợp với điều kiện của địa phương. Năm 2015, tổ 15 đã vận động nhân dân theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, xây dựng hoàn thành nhà văn hóa đầu tiên của phường trị giá gần 400 triệu đồng. Năm 2017, được sự vận động của tổ, nhân dân đã hiến trên 2.000 m2 đất để bê tông hóa đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 800 m. Qua quá trình vận động quần chúng, chi bộ chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm là gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để đưa vào nghị quyết của chi bộ, vận động nhân dân triển khai thực hiện hiến đất mở đường là có lợi cho nhân dân. Theo ông Bùi Thắng Việt, muốn để người dân tin và làm theo, trước hết, mỗi đảng viên cần luôn gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nói đi đôi với làm. Với vai trò trách nhiệm là một đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, thì đồng chí là luôn là gương mẫu, gắn cái trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cùng với chi bộ là lãnh đạo chỉ đạo tổ dân phố thực hiện các cái nhiệm vụ và các cái phong trào hoạt động của tổ dân phố. Thì trong năm qua thì đồng chí cũng đã cùng với chi ủy chi bộ, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân tổ 9 là thực hiện các cái nhiệm vụ và các cái phong trào của tổ dân phố và những cái nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng như là công tác văn hóa xã hội và an sinh xã hội. Thì hàng năm là chi bộ cũng như tổ dân phố là đạt là tổ dân phố văn hóa tiên tiến ở khu dân cư. Từ những việc làm cụ thể của ông Việt và những người đảng viên trong chi bộ đã tạo được sự đồng thuận của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền, đưa đời sống của nhân dân trong khu dân cư ngày càng khởi sắc. Và đây là một trong nhiều tấm gương điển hình đã và đang lan tỏa để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở nên cụ thể, thiết thực hơn. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Cấm vận chuyển pin lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất có thể ảnh hưởng tới an toàn bay. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi năm 2019. Tại hội thi, 16 giảng viên tham gia trải qua 3 phần thi gồm giáo án, tự luận và thực hành thao giảng. Việc tổ chức hội thi nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, tạo môi trường thi đua, trao đổi kiến thức, phương pháp giảng dạy trong nhà trường.
qua đó giúp các giảng viên rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp và kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới. Hội thi còn là dịp để ban giám hiệu nhà trường có căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên phù hợp theo hướng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy cho những năm tiếp theo. Các giảng viên đạt giải cao sẽ được lựa chọn để tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị toàn quốc năm 2019 được tổ chức trong thời gian tới. Trong những năm qua, huyện Hàm Yên tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương. Trường Trung học cơ sở Bình Sa nhiều năm liền là một trong 4 đơn vị có thành tích tốt nhất trong dạy và học khối trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên. Nhà trường đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo chuyên môn, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực và kỹ năng sống cho học sinh. Như những năm trước là nhà trường đã đạt được những thành quả như là có thành tích cao trong ôn luyện học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, thì năm nay ban giám hiệu nhà trường cũng như các đồng chí cán bộ giáo viên tích cực cố gắng duy trì và phát huy hơn nữa cái thành tích đã đạt được. Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới trường lớp. Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá giỏi trong các năm học được duy trì và tăng cao. Tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học cơ bản đã được khắc phục. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước chuyển biến tích cực. Trong giai đoạn 2015-2019, đã có 256 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 28 giải học sinh giỏi cấp quốc gia. Đến tháng 10 năm 2019, toàn huyện có 26 trên 66 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Trường chúng tôi thì là luôn tạo điều kiện cho giáo viên để đi học để nâng cao trình độ chuyên môn. Và cái thứ hai nữa là chúng tôi là luôn đổi mới phương pháp là giáo dục trẻ theo hướng là lấy trẻ làm trung tâm. Và ngoài ra thì các cô giáo cùng các bậc phụ huynh là phối hợp làm đồ dùng đồ chơi để xây dựng cái môi trường cho trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học rất là phong phú. Năm học 2019-2020, ngành giáo dục huyện Hàm Yên tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục của địa phương. Ở huyện Sơn Dương, cùng với sự nỗ lực nhiệt tình của các hạt nhân văn nghệ, cấp ủy chính quyền các cấp có nhiều giải pháp hiệu quả thúc đẩy phong trào. Hơn 500 câu lạc bộ, tổ đội văn nghệ đã được thành lập ở 33 xã thị trấn, tập hợp hàng nghìn người yêu văn nghệ tham gia. Tham gia vào các hoạt động truyền dạy hát sỉnh ca và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Cao Lan ở Sơn Dương nhiều năm, nghệ nhân Sầm Văn Dườn ở xã Đại Phú luôn canh cánh trong lòng trách nhiệm truyền dạy dân ca cho lớp người đi sau. Làm thế nào để cố gắng để hiểu biết được những cái bài bản múa đến đâu thì phục dựng để dạy cho các con, cho các cháu, đưa cái sỉnh ca này vào cùng với các bản nhạc khác. Trong cái thực hiện cái giữ gìn cái di sản văn hóa phi vật thể ở trên địa bàn, tôi cũng đã có cái văn bản để mà chỉ đạo cho phòng chuyên môn, chỉ đạo cho các xã thị trấn có các cái hoạt động để mà đảm bảo cái việc giữ gìn, phát huy, bảo tồn cái văn hóa phi vật thể. Năm 2016, Sơn Dương là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành lập câu lạc bộ thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, là địa phương thứ hai sau huyện Chiêm Hóa đưa các hoạt động hát dân ca vào trường học. Việc thành lập câu lạc bộ thanh niên giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nhằm mục đích là tạo cho đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ biết được cái giá trị truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, và đặc biệt là thông qua các hoạt động này để giúp cho thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn phát huy những giá trị truyền thống. Phong trào hát dân ca ở Sơn Dương bừng lên với sức sống mới, với sự góp sức của những con người có chung niềm đam mê dân ca, những câu then, điệu tính, những làn điệu báo dung, sỉnh ca lại tiếp tục vang xa, cổ vũ tinh thần lao động sản xuất của bà con, tô điểm thêm bức tranh nông thôn mới ở Sơn Dương ngày càng khởi sắc. Hôm nay mùng 2 tháng 11 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương,
đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận và biểu dương trí thức thuộc các hội thành viên của Liên hiệp hội Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đồng thời cũng là hoạt động có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, tôn vinh trí thức tiêu biểu 2019 dựa trên các tiêu chí quan trọng, đó là những cá nhân hoạt động trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam từ 5 năm trở lên, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức trong hệ thống, được xã hội công nhận và được các tổ chức đó đề cử. Có nhiều đóng góp cho công tác vận động, tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phương. Có đề tài khoa học và công nghệ được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu cấm vận chuyển pin lithium và thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất, có thể ảnh hưởng tới an toàn bay. Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 tới đây và sẽ hết hiệu lực khi có thông báo chính thức tiếp theo của Cục Hàng không Việt Nam. Theo đó, loại lithium và thiết bị điện tử bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không là pin lithium bị hư hỏng hoặc nằm trong danh sách bị triệu hồi từ nhà sản xuất. Các thiết bị điện tử sử dụng pin lithium bị hư hỏng triệu hồi. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không nước ngoài đi và đến Việt Nam thông báo nội dung này tới tất cả thành viên tổ bay, các đại lý phòng vé của mình để thông báo cho hành khách khi mua vé, phối hợp với các cảng hàng không để xây dựng quy trình kiểm soát các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục lên tàu bay. Nhà đàm phán Thái Lan cho rằng các bộ trưởng của 16 nước châu Á-Thái Bình Dương đã không nhất trí được về một thỏa thuận thương mại tự do tại hội nghị diễn ra vào ngày hôm qua ở Bangkok. Các nước trên mong muốn hoàn tất các cuộc đàm phán vào cuối năm nay về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP mà sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, song họ đang phải chật vật để thu hẹp bất đồng trong một số lĩnh vực. Các cuộc đàm phán RCEP bao trùm 1/3 nền kinh tế thế giới đã nhiều lần lỡ hạn chót do sự khác nhau về mức độ tham vọng giữa các thành viên, trong đó có 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Các cuộc đàm phán này đã bắt đầu vào năm 2013 với mục tiêu ban đầu là hoàn tất vào năm 2015. RCEP gồm các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và 10 nước ASEAN. Hôm qua, trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc và Mỹ tiếp tục điện đàm bàn về các bước tham vấn tiếp theo. Trung Quốc xác nhận Phó Thủ tướng trưởng đoàn Trung Quốc về đối thoại kinh tế toàn diện Trung Mỹ Lưu Hạc vừa có thêm một cuộc điện đàm với đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Hai bên đã trao đổi nghiêm túc mang tính xây dựng và đạt được nhận thức chung mang tính nguyên tắc trong việc giải quyết ổn thỏa những quan ngại cốt lõi của nhau. Hai bên cũng trao đổi việc thu xếp những cuộc tham vấn tiếp theo. Tham gia cuộc điện đàm này, về phía Trung Quốc còn có Bộ trưởng Thương mại Trung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Dịch Cương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Ninh Cát Chiết. Trong khi đó, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cũng xác nhận với báo giới, hai bên đã đạt được những tiến triển lớn, nhưng cũng cho biết thỏa thuận vẫn chưa hoàn thành. Ông cho rằng việc Chile bất ngờ tuyên bố hủy tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC không ảnh hưởng tới đàm phán và hai bên đang tìm một địa điểm mới cho cuộc gặp ký kết thỏa thuận. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang nghiên cứu một số địa điểm để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu với Trung Quốc, trong đó có tiểu bang Iowa. Ngày 1 tháng 11, Liên Hợp Quốc đã xác nhận, năm nay, hội nghị về biến đổi khí hậu của tổ chức này sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, sau khi Chile rút khỏi việc đăng cai sự kiện này do các cuộc biểu tình đang diễn ra. Cụ thể, các cuộc thảo luận này sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 12 như kế hoạch ban đầu. Trước đó, Tổng thống Chile Sebastián Piñera tuyên bố nước này sẽ rút khỏi việc đăng cai hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC dự kiến diễn ra trong các ngày 16-17 tháng 11 tới và COP25 dự kiến diễn ra trong các ngày từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 12 do cuộc khủng hoảng chính trị trong nước. Sau đó, Tổng thống Chile đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sánchez và phía Madrid đã đề xuất tổ chức COP25 đúng như lịch dự kiến ban đầu. Báo cáo mới nhất công bố ngày 1 tháng 11 của Bộ Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm tại nước này đã chậm lại,
nhưng vẫn khá mạnh trong tháng 10 năm 2019 do những thiệt hại từ cuộc đình công kéo dài tại hãng sản xuất ô tô General Motors được bù đắp bằng việc gia tăng tuyển dụng ở những lĩnh vực khác. Báo cáo cũng nâng mức ước tính việc làm của cả hai tháng, tháng 8 năm 2019 và tháng 9 năm 2019 lên thêm 95.000 việc làm so với con số ban đầu, qua đó củng cố thêm nhận định rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ tiếp tục tạo lực đẩy cho nền kinh tế thêm một thời gian nữa. Theo đó, lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng thêm 128.000 việc làm vào tháng trước, trong khi lĩnh vực chế tạo giảm 36.000 vị trí, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2009. Nhìn chung, số liệu trên vẫn lạc quan hơn so với dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters là 89.000 việc làm. Công ty mẹ của Google Alphabet tuyên bố sẽ mua hãng thiết bị đeo nổi tiếng Fitbit, qua đó khiến gã khổng lồ công nghệ này đối đầu trực tiếp với Apple trong lĩnh vực thiết bị theo dõi thể dục. Thỏa thuận này định giá Fitbit khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ và sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý vào năm 2020. Giám đốc phần cứng của Google cho biết việc mua lại có thể giúp Google thúc đẩy tham vọng của họ đối với hệ điều hành cho các thiết bị đeo. Fitbit được coi là công ty tiên phong tạo ra cơn sốt thiết bị đeo. Trong thời gian qua, công ty này đã hợp tác với các công ty bảo hiểm sức khỏe và thực hiện các thương vụ mua lại trong thị trường chăm sóc sức khỏe nhằm hỗ trợ đa dạng hóa nguồn thu nhập. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp theo sẽ là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%.